Gamer lơ tao rồi sao? Gậy cũ mày cũng là gậy tao. Mày không lo được để cho tao lo. Gậy mày kêu là đang đói. Dẫn đi ăn bụng nó bao no. Ăn cho mập để thịt. Thịt xong rồi phải ăn. Dẫn về phòng để như vậy tới mới căng căng.